coi đà. Ngọc Ánh xin kính chào các bạn đang tới xem kênh của Ngọc Ánh. Kênh này chia sẻ những kinh nghiệm bất động sản. Hôm nay đề tài mình muốn bàn luận với các bạn là mình nghe rất nhiều các đồng nghiệp ở tại Việt Nam báo cho mình biết là thị trường nền đất tại Việt Nam bong bóng đang bị vỡ. Có thật không bạn? Bây giờ mình cùng nhau bàn luận nhé. Thị trường bong bóng là gì? Để mình xích cho đây chút. Lên 20 chút. Bong bóng thị trường là gì? Thì thị trường bong bóng là nó như vậy. Trong trong khoảng 2-3 năm vừa qua thì là nhiều người đầu tư trên nền đất, tại vì họ tin vào những lời người ta nói, họ tin lời những đó là mua rồi là lên, có khi lời được 600 triệu, 600 triệu, 500 triệu sau vài ba ngày thì là ai cũng lấy tiền ra hay đi mượn tiền để mua bong bóng rồi chuyển tay. Nhưng mà cái đó là không phải là những người mua vậy là không phải là người dùng thật sự, chỉ là người buôn bán trao tay. Rồi cái người mấy người có tiền nghe người này nói này kia nói này đồn cái đồn thì họ bắt đầu họ cũng đi mua như vậy. Tới bây giờ thì cái giá nó cao quá, nên là cái giá cao quá hơn tới cái mức mà tài chánh người dùng có thể mua, thành ra vậy không ai mua thì là thị trường nó là bong bóng vỡ. Giờ là có nhiều nền đất mà không ai mua. Những người hồi mấy năm trước mà mua đi bán lại thì có lời, còn những người mà mới mua sau thì giờ ôm. Mà có nhiều dự án là cũng có nhiều dự án thật, cũng có nhiều là dự án ma. Một phần là cũng có nhiều người không có tốt, họ họ mua đất họ bán không được thì họ tung tin lên, họ làm dự án ma, tung tin lên để những người không biết thì đổ xô vào mua. Ra đầu tư bất động sản là phải có kiến thức nhiều lắm, mà phải dò thị trường rất là chặt chẽ. Nếu mua bán trao tay thì cũng có thể có lời, nhưng mà cũng có thể là phải ôm tiền để mình không biết khi nào thì bong bóng vỡ. Nếu mà thị trường cao giá quá cũng khó, mà bây giờ mình mua đó mình cũng khó mà mình biết là cái giá trị thật sự của miếng nền đất đó, tại vì không cách nào bạn biết được là những cái miếng nền đó, những miếng nền kế bên họ mua bao nhiêu, họ bán bao nhiêu. Mình chỉ nghe là người ta nói thôi, mà người ta nói thì người mình làm sao mình khó mà tin á. Có nhiều người họ nói vậy để họ tung tin lên. Có những cái dự án mà họ làm dự án ra mà bị trục trặc, họ cho người thổi lên, đồn lên là tốt để ai cũng ào vô mua để họ rút ra. Thành ra mình thấy đầu tư bất động sản ở Việt Nam là rất là khó khăn, và đầu tư đất nền. Còn mày đầu tư nhà cửa thì chắc dễ dàng hơn, tại vì mình có ôm tiền, mình cũng có ôm cái nhà, ôm nhà mình không bán được mình cũng cho thuê được ha, mình chờ thời. Còn nếu mà đất nền thì khó, bởi vì ở Mỹ đó là những người mà đầu tư nhỏ như mình đó không có dám mua đất nền, mua nhà cất sẵn để cho nó chắc ăn, nó thành nhà rồi để mình. Mà lỡ mà mình đưa mua nhà mình sửa, đưa mua nhà để sửa, rồi vì chuyện gì cái thị trường nó đứng lại thì là mình cho thuê để mình trả tiền lãi ngân hàng, mình không có hụt hẫng. Chứ mà thì mấy anh bảo ở Việt Nam mình nói đó là thị trường ở Việt Nam mà những cái vùng xa thành phố á, như là người ta nói là nghe nói là ở Đà Nẵng nó bây giờ thị trường đang đứng đó, ta thị trường đất nền đứng. Còn những cái miếng đất mà chung quanh dùng thành phố Hồ Chí Minh đó, ở Củ Chi, ở Bình Dương đó, thì mấy anh nói là cũng còn có giá nhưng mà nó không có lên giá nhiều, thì nếu mà mua là phải cẩn thận, tại vì bắt đầu mà thị trường những chỗ nào bắt đầu nó nổ bong bóng đó, thì từ từ đó, những thị trường khác nó sẽ theo. Thành ra nếu mà bạn có nhu cầu biết chắc chắn là cái đất nền nó chắc ăn, ví dụ là một miếng đất ở giữa thành thị, là miếng đất giữa 2-3 căn nhà, vậy là biết được là đất đó là được phép cất nhà, không có sợ hụt hẫng thì mình mua mình cất nhà. Còn mua đất để lâu thì mình phải lựa những chỗ nào mà
cho nó dưỡng. Có khi phải chờ chờ nhiều lâu năm lắm ha. Mình có miếng đất ở ở Củ Chi đó, mà hồi đó mình mua là lâu lắm rồi, lâu hồi đó mình mua có mười mấy ngàn đô á, thì là chỗ đó là nó là hoang vu á, thì mình cho người ta mướn, người ta tao mình cho tao muốn ta trồng cỏ, người ta nuôi bò để mình đóng tiền thuê đất chút xíu á. Sau giờ này 15 năm sau năm thì giờ Củ Chi phát triển đó, rồi nói là sắp cất quốc lộ, rồi bắt đầu họ đào làm đất để cất đường á, thì cái miếng đất nó lên giá một chút. Mình nói khi mình nghe nói khi nào mà quốc lộ mà nó lên nhiều á thì là cái miếng đất nó sẽ lên giá, thì người ta sẽ mua để người ta ở dưới, ở trên mà dưới buôn bán dọc theo quốc lộ. Mình nghe nói vậy thôi, mình đâu mua để mình chơi thôi, chứ mình cũng không có tính lợi lộc gì mình để đó. Thì mình nghe nói bây giờ giá miếng đất lên nhiều lắm, mình không dám nói ha. Thì là mình chỉ nghe nói thôi, bạn biết không, mình không có biết chắc rõ là bao nhiêu, tại mình không có kêu bán, mà chung quanh đó thì ít đất, không có ai kêu bán, thành ra mình không có biết là chắc bao nhiêu. Nhưng mà mình nghe nói là ở xa xa chút quá thì là miếng đất như vậy thì nó nhiều tiền lắm, thì mình cứ để đó chơi thôi. Cái đó là coi như là đầu tư chơi, đầu tư không gấp, đầu tư không có phải lấy tiền, không phải đâu, không phải lấy tiền mượn lãi gì hết á. Quên, mới hồi đó mình mua miếng đất đó có 5.000, chứ không phải là 7.000, nói lộn, 15.000 là miếng đất khác nữa. Vậy đó, nếu mà mình có dư tiền thì mình đầu tư để lâu dài, thì đầu tư nền đất là rất hiệu quả. Thì mình cứ chờ đất, chờ bóng nổ rồi đó hạ xuống mình mua. Bạn biết hồi xưa đó, ở Florida mới hello, how are you? It's okay, you don't show it, go this way. Thank you. Mỹ nó sợ dính vô video của nó lắm bạn. Những người giàu đó, ở Mỹ đó mà họ giàu nhiều tiền lắm á, để tiền thì nó mất giá phải không? Mà đất thì nếu mua đúng chỗ đất thì lâu nhiều năm sẽ phải lên giá. Thì họ mà giàu á bạn, họ mua nguyên một cái hòn đảo luôn. Có nhiều hòn đảo ở ngoài Florida này là tài tử Sydney, tài tử đá bóng người ta mua. Nó mua rồi nó cất cái nhà đó để nó lâu lâu ra nó chơi, hay để cho bạn ra đây chơi, cho nó cứ tìm chỗ yên tĩnh quang du để chơi. Nhưng mà những hòn đảo mà nó mua cách đây 50 năm á, là bây giờ nó già rồi đó, là sau này con nó sẽ hưởng, là nó giá trị khủng khiếp lắm không. Còn hồi cách thời đây mà Florida mới cách đây 30 năm 40 năm đó, thì Florida nó còn hoang dã mà cái vùng biển á là cũng như là không có nhà cửa gì hết á, thì chính phủ muốn khai triển Florida thì chính phủ mới bán cái đất vùng biển cho nhiều người họ mua. Thì họ mua đó bạn, họ mua nguyên luôn cái dạng nguyên, hoặc có người nó mua nhiều điều đất, nhiều đất ở bờ biển. Rồi xong rồi bây giờ thì họ qua đời rồi, nữa có hay là có khi họ già rồi, họ tiếp tục để lại cho con cháu họ. Nhưng mà những miếng đất bây giờ là bán là bạc triệu, một chút xíu miếng đất ở biển cất để đủ cất được một cái khách sạn á, là giờ là 30-40 triệu đô la. Hồi xưa mua là không ai thèm mua, người ta nói thôi đã quan giả không ai thèm mua. Bây giờ mình thấy có nhiều vùng biển ở Mỹ đó mà bán đất đâu ai thèm mua đâu, tại đâu ai ở chỗ đó, mà nó cũng quan giả mà nó cũng là biển. Thì mình nghĩ là từ từ nó sẽ phát triển ra, nếu mà người nào có tiền mà nhiều quá rồi là một phần thì đầu tư cái này đầu tư kia, thì họ đi mua đất chỗ đó. Mình thấy là thì cái đất chỗ đó nó mua vô mà còn rẻ, chừng 100 năm sau, 80 năm sau thì không biết, nhưng cái đó mình đâu biết chuyện này nó là sao. Họ đầu tư gì là cho đời con đời cháu. Thế giờ thế gì bỏ 100.000 đô mua để trong nhà băng xả một năm được có 3 phần lãi đâu bao nhiêu, đi mua miếng đất để cất đó. Thì khi bạn mua miếng đất mà cất đó, bạn phải đóng thuế đất, thuế bảo trì miếng đất đó, thì cái tiền thuế đó bạn được trừ vô cái thu nhập bây giờ, nó đâu có lỗ. Bây giờ thằng mình thấy sao người giờ họ mua nhiều miếng đất mà để đó để hoài đi hoài, thì ở Mỹ đầu tư đất có nhiều cái nó vậy lắm. Rồi còn mua những đất ở xa xa dùng ngoại ô của tỉnh lớn á, bây giờ thì không, bây giờ là đất ruộng cho bò ăn ha. Nếu bạn có đất ruộng thì bạn phải cho con bò nó ăn để cho nó không mọc cây mọc cỏ lên cho nó nhiều ha, thì mới được cái đất ruộng thì thuế ít. Thì có nhiều mình mua, có nhiều người nó mua lắm bạn.
Nhất là những người nông dân ở Mỹ đó, họ mua đất nhiều lắm, mua rồi để cho con bò, mấy chục con bò, mấy trăm con bò đứng ăn thôi. Thì chào các bạn ha, thì các bạn có đầu tư nền đất ở Việt Nam bây giờ phải cẩn thận á. Mấy người đồng đội mình nói là bong bóng nó vỡ rồi đó, mình vỡ thật không, nhưng mà nếu người chuyên môn nói vậy thì mình cũng nên cẩn thận. Thì chào các bạn nha. Video sau mình tiếp tục nói về đầu tư bất động sản, cách kiếm tiền mà đầu tư bất động sản. Bye.